Hello, welcome back to my channel. Start to get a go. Runs out of Vice City. Tommy Vercetti. I poked my head out of the gutter for one freaking second and fate shovels shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Okay. Get some sleep. Okay, let's go. 뛰어들어. You be working for my father? Maybe. You mind me resting my hand in your lap? Maybe. So difficult having a rich and powerful father. Vamos.
rồi ok, và tiếp tục các bạn sẽ đi làm nhiệm vụ tiếp theo của chữ L cơ. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang the game thứ hai, A Fast S. Let's go. Rồi, Traffic Reader. Thank you.
Oh man, oh my god, wow. Đi luôn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Cyber Hollow. Lisa. Trời đang mưa và những zombie đang di chuyển quanh đây.
Let go. OK, tiếp tục nào. Gửi tiếp ba. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. Place right here. Let's get off the street and find the danger close. I know this guy. He's connected. His name's Luigi. Me and him go back, so I could probably get you some work. Come on, let's head over there. Let's go around the back and use the service door. Sau đó các bạn có thể đến chỗ tôi nhà và cất chiếc xe này vào. Sau đó các bạn hãy đi nhận vụ tiếp theo. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tình cảnh thứ 7. GTA, LSC. Hey, hey, so there he is, huh?
I got you a nice little place. This is it, Tony Holmes. Take me to my place. Apartments cost money. Thank you.
Rồi, và tiếp tục. Ở Fast 9. Tựa game này kết nối thì nó hơi chậm một chút, cho nên khi vào các bạn download tựa game này thì đôi lúc mạng khỏe thì các bạn mới vào được, còn nếu mạng yếu thì có thể là các bạn sẽ phải chờ một lúc nữa mới vào được tựa game này. Ok, let's go. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.